Khát vọng là gì? Là ngọn lửa ý chí, nguồn động lực thúc đẩy giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Thành công chỉ là những chặng dừng chân tạm thời trên hành trình mang tên khát vọng. Nỗ lực không ngừng, mục tiêu đặt ra bằng lòng quyết tâm. Người thành công là người biết biến ước mơ thành khát vọng. Người đó không ai khác là chính bạn. Niềm hạnh phúc của chúng tôi là được ở bên các bạn, những con người của ước mơ, giữ cho mình những khát khao, ước vọng và luôn bay xa cho những chặng đường tới. Hà Nội Landmark 51, đỉnh cao khát vọng. Thành phố Hà Nội là một thành phố đông dân cư nhất trên toàn đất nước. Hà Nội Landmark 51 tọa lạc tại khu vực đô thị phía Tây, khu vực tiềm năng và niềm tin mới của thành phố Hà Nội, nơi nhận được nhiều sự ưu ái cao nhất. Hiện tại, thông qua các mạng lưới giao thông đô thị mở rộng, phía Tây đã mở nhiều con đường trọng tâm của khu vực nối từ nội thành đến làng lụa Vạn Phúc. Trục đường chính bao gồm đường Lê Văn Lương, Đại Mỗ, Vạn Phúc là những con đường rộng lớn, có quy mô tầm nhìn phát triển. Hà Nội Landmark 51 đã được xây dựng theo tiêu chuẩn một tòa nhà cao ốc với những hạ tầng xã hội hoàn hảo, nằm trong lòng những khu đô thị lớn. Thêm vào đó, Hà Nội Landmark 51 đem tới cho khách hàng sự kỳ diệu trong môi trường thiên nhiên với tầng trên cùng của tòa nhà, được thiết kế góc cà phê thư giãn, đem đến cho cư dân tòa nhà những giây phút thư giãn và khám phá sự kỳ diệu của Hà Nội với góc nhìn trên cao, đặc biệt là về đêm. Hà Nội Landmark 51 kết hợp với cơ sở hạ tầng văn hóa, đô thị mang tiêu chuẩn quốc tế là một diện mạo mới cho tầm nhìn toàn cầu, sánh bước cùng tương lai. Hà Nội Landmark 51 áp dụng lối kiến trúc xây dựng cao ốc hiện đại, lối thiết kế phong cách châu Âu, đặt tiêu chí không gian sống, không gian thiên nhiên lên hàng đầu. Hà Nội Landmark 51 đang trở thành một luồng gió mới, một góc nhìn lạ trong một môi trường văn hóa hiện đại. Tòa nhà có hệ thống móng, hầm, dầm, răng và khung, được xây dựng với thiết bị công nghệ tiên tiến, cực kỳ bền vững, chống được động đất trên 7,5 độ Richter, giữ thăng bằng mỗi khi có bão, lốc xoáy và gió lớn. Hệ thống kính cách nhiệt an toàn và hệ thống điều hòa hiện đại bên trong tòa nhà giúp căn hộ của bạn luôn luôn giữ được nhiệt độ trung bình, trong lành và thoáng mát. Hệ thống lắp đặt camera thông minh và bãi đỗ xe tầng hầm rộng rãi, bạn sẽ luôn có một chỗ đỗ xe an toàn và lý tưởng. Hệ thống cấp thoát nước và hệ thống an toàn cháy nổ hiện đại tiên tiến đảm bảo tiêu chuẩn ngặt nghèo nhất thế giới. Hệ thống thông gió và hút gió đạt tiêu chuẩn hiện đại bậc nhất hiện nay. Hệ thống 16 thang máy Mitsubishi được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản đạt tốc độ 2,5 m/s, phân chia rõ ràng 9 thang máy khu căn hộ, 3 thang máy khu trung tâm thương mại, 3 thang máy tầng hầm và 1 thang máy chuyên dụng dành cho cư dân khi hỏa hoạn. Đặc biệt hơn, tòa nhà còn được trang bị riêng một thang máy cứu hỏa chuyên dụng được nhập khẩu nguyên chiếc dùng để vận chuyển cư dân trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Thang máy chữa cháy này được di chuyển từ tầng 1 đến tầng 51, được cấp một nguồn điện riêng để đảm bảo luôn vận hành bình thường khi có hỏa hoạn và được thiết kế theo tiêu chuẩn đặc biệt chống cháy, chịu nhiệt, có buồng tăng áp, chống khói cho thang máy theo tiêu chuẩn phòng chữa cháy cao nhất hiện nay. Trong hai thang bộ thoát hiểm còn có buồng tăng áp ngăn khói tràn vào trong mọi trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Có 700 khối nước cứu hỏa. Đây là một trong những hệ thống chữa cháy theo tiêu chuẩn cao nhất, được trang bị đầy đủ và hiện đại nhất hiện nay. Nhưng chúng tôi không phải dùng đến những phương tiện cứu hộ trên, mà hệ thống cảnh báo khói hiện đại nhất hiện nay và hệ thống chống cháy sprinkler phân lập các khu vực cháy, tự động chữa cháy với vòi phun nước tự động sẽ dập tắt ngay khi đám cháy mới nhen nhóm. Không gian sống của bạn là những căn hộ cao cấp được thiết kế theo tiêu chuẩn, nội thất đẳng cấp, có xuất xứ từ những thương hiệu lớn và từ các chuyên gia hàng đầu. Với tổng diện tích 4.557 m², Hà Nội Landmark 51 có tổng cộng 688 căn hộ cao cấp, đa dạng, diện tích từ 2 đến 3 phòng ngủ, phù hợp với nhu cầu của bạn. Bên cạnh các điều tuyệt vời trên, một điều không thể thiếu trong căn nhà của gia đình bạn, đó chính là không gian sống. Căn hộ cao cấp của Hà Nội Landmark 51 được hoàn thiện với trang thiết bị nội thất hiện đại, sang trọng, được thiết kế bởi những tư duy sáng tạo nhất. Không gian của căn hộ được hoàn thiện đến từng chi tiết, hoàn chỉnh đến từng không gian.
tiện nghi đến từng vật dụng sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn và gia đình. Hà Nội Landmark 51 với 5 tầng trung tâm thương mại dịch vụ cao cấp, có quy mô lên đến gần 10.000 m2, quy tụ những nhãn hàng uy tín và nổi tiếng. Nhà trẻ và khu vui chơi giải trí trong nhà với môi trường giáo dục hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Hà Nội Landmark 51 sở hữu bể bơi 4 mùa hiện đại bậc nhất Hà Nội với 2 khu vực riêng biệt dành cho người lớn và trẻ em, phục vụ nhu cầu bơi lội của cư dân tòa nhà suốt 4 mùa trong năm. Những dịch vụ cao cấp như massage, phòng tập gym, khu vui chơi giải trí sẽ giúp bạn trải nghiệm những giá trị cuộc sống, trải nghiệm những nét văn hóa cộng đồng đa dạng. Cảm ơn khách hàng đã mang lại cho chúng tôi sự thành công và giá trị không ngừng của Hà Nội Landmark 51. Căn hộ cao cấp mang tới những trải nghiệm sống mới, ngôi nhà hạnh phúc cho bạn. Môi trường sống không gian xanh đem lại sự thoải mái cho quý khách hàng. Hà Nội Landmark 51 đóng góp cho sự phát triển và sự phồn vinh của đất nước, thể hiện được cái tôi của khách hàng khi sống trong những căn hộ trung tâm đô thị thương mại sánh ngang trong nước và quốc tế. Hà Nội Landmark 51, đỉnh cao khát vọng.